Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182 Phùng Thần Thần. Được, tớ xem xong sẽ cho cậu xem. Tôn Chí Cường nói, sau đó tiếp tục ăn cơm. Điều này làm cho Phùng Thần Thần hơi khó chịu, nhưng mà cô ấy không có nói gì thêm. Xung quanh, mấy cái tên đàn em cũng háo hức nhìn Tôn Chí Cường. Ai cũng hy vọng mình có thể thoát khỏi cái lời nguyền, cho nên tất cả đều chờ mong vào manh mối duy nhất nằm trong ổ cứng này. Không gian như ngừng lại, mỗi giây mỗi phút trôi qua, khiến cho mọi người đứng ngồi không yên. Chúng tôi vẫn ngồi ăn cơm trong căng tin, Dương Á Thịnh nói, lão đại, nếu diệt trừ được nội gián, nói không chừng cả lớp có thể thoát ra khỏi cái lời nguyền rồi. Cũng gần như vậy, chỉ cần là nội gián không có bỏ phiếu, mọi người không tham gia, vậy thì số phiếu luôn bằng không, mọi việc sẽ kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta quá giải được lời nguyền. Tôi từ từ phân tích. Thật ra tôi cũng không có chắc lắm, nhưng mà trong lớp tồn tại nội gián là một sự uy hiếp quá lớn. Nếu có thể diệt trừ được hắn, có lẽ tình cảnh của chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều. Nếu vậy thì chúng ta đều có cơ hội sống sót cả rồi. Cẩu Hồng Dân nắm chặt cánh tay của Dương Á Thịnh, đôi mắt đầy hy vọng. Ừ, đến lúc đó mọi người có thể sống thoải mái. Tôi kéo tay Quang Ngọc, tuy lời nguyền này khiến cho tôi mất rất nhiều thứ, nhưng mà cũng xui khiến cho tôi có được một cô bạn gái. Như vậy cũng chẳng có thiệt thòi. Nếu lời nguyền được quá giải, liệu Quang Ngọc có còn tốt cho tôi như bây giờ không? Đột nhiên tôi bắt đầu lo lắng. Ai bảo chênh lệch giữa tôi và Quang Ngọc quá lớn cơ chứ? Cô ấy học giỏi, xuất thân trong gia đình nho giáo. Còn tôi chỉ là một tên quắt con, cũng khó trách tại sao mà tôi có suy nghĩ như vậy. Một khi mà lời nguyền được quá giải, tiếng nói của tôi trong lớp không còn được như bây giờ. Trường Dĩ, đợi lời nguyền bị quá giải rồi, tớ sẽ giám sát việc học của cậu. Hai chúng ta phải cùng nhau đi thi đại học nữa. Quang Ngọc níu tay tôi nói rất nghiêm túc. Ừ, không thành vấn đề. Tôi gật đầu đồng ý. Như vậy thì tốt. Quang Ngọc cảm thấy hài lòng, dựa đầu lên vai của tôi, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tương lai nhất định chúng ta phải hạnh phúc đó. À, đúng rồi, lão đại. Cậu nghĩ nội gián là ai vậy? Dương Á Thịnh đột nhiên hỏi. Là Phùng Thần Thần. Cậu ấy chính là nội gián. Tôi vừa ăn cơm vừa trả lời. Không thể nào, sao lại là cậu ấy được chứ? Dương Á Thịnh tròn mắt nhìn tôi. Phùng Thần Thần đã từng có tên trong đợt bỏ phiếu. Dựa vào cái gì mà tôi lại nói cô ấy là nội gián? Nè, lúc diễn ra cái trò chơi thuyền giấy, ánh mắt của cậu ấy không có tập trung vào tờ giấy, mà chỉ chăm chú nhìn Lý Trí Khiết. Lúc đó, tớ đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi bình tĩnh giải thích. Lại nói Tôn Chí Cường mừng rỡ. Ôi trời, cuối cùng ổ cứng đã sửa xong rồi. Người thợ máy có vẻ như mệt mỏi, hơi bực dọc. Đương nhiên là sửa xong rồi, xài được rồi đó. Ôi trời, tốt quá, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Tôn Chí Cường cầm lấy ổ cứng, xoay người rời đi. Mấy cái tên đàn em cũng vội vã theo sau. Các cậu đi theo tớ làm gì? Tôn Chí Cường quay đầu lại tức giận hỏi. Đại ca, không lẽ cậu quên chúng ta là anh em sao? Mấy cái tên đàn em tội nghiệp trả lời. Yên tâm đi, làm sao mà tớ quên được? Để tớ về nhà mở cái ổ cứng ra xem đã. Đợi tớ tìm được cách hóa giải lời nguyền, nhất định cứu các cậu. Tôn Chí Cường nói chắc như đinh đóng cột. Mấy cái tên đàn em có vẻ như không có tin tưởng cho lắm, nhưng vì sợ Tôn Chí Cường cho nên không dám phản đối, chỉ biết xoay người rời đi. Nhưng mà Phùng Thần Thần thì khác, vẫn cứ bám theo sau. Còn cậu, theo tớ làm gì? Tôn Chí Cường cảnh giác, hiện tại cái ổ cứng đang nằm trong tay cậu ấy, giống như cậu ấy đang nắm giữ cách để mà thoát khỏi lời nguyền. Dĩ nhiên là cậu ấy không có muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai, dù cho Phùng Thần Thần có là một cô gái gợi cảm đến đâu đi nữa thì cũng không ngoại lệ. Dù sao thì với Tôn Chí Cường mà nói, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất.
Đương nhiên muốn giúp cậu một tay thôi. Dù sao tớ cũng muốn thoát khỏi cái lời nguyền càng sớm càng tốt mà. Phùng Thần Thần nhìn Tôn Chí Cường bằng một ánh mắt chân thành. Tránh qua một bên đi. Tôn Chí Cường tỏ vẻ chán ghét. Lúc này cậu ấy không có thể tin tưởng bất kỳ ai. Dù Phùng Thần Thần có làm bộ tội nghiệp tới đâu cũng chẳng có tác dụng gì với cậu ấy. Cậu thật là quá đáng. Cậu đang nắm trong tay manh mối có thể hóa giải lời nguyền. Chỉ cần cậu cứu tớ, sau này tớ là người của cậu rồi. Phùng Thần Thần nói. Nhảm nhí, tớ không có muốn nói nhiều. Tôn Chí Cường hung dữ nhìn Phùng Thần Thần. Cậu ấy có thể trở thành đại ca trong lớp thì dĩ nhiên cũng không phải là người đần độn. Ngoài bụng dạ nham hiểm ra, cậu ấy còn vô cùng đa nghi, không hề tin tưởng ai ngoài bản thân của mình. Anh họ hắc hổ của cậu ấy đã nói, trên đời này anh em chẳng là cái quái gì, chỉ bản thân mình mới là đáng tin nhất. Thời buổi này đồng tiền còn có thể khiến cho anh em ruột thịt trở mặt với nhau, đừng nói chi là bạn bè. Được rồi, cậu quá đáng. Phùng Thần Thần liếc Tôn Chí Cường một cái rồi mới xoay người rời đi. Tôn Chí Cường đợi đến lúc mà Phùng Thần Thần khuất khỏi tầm mắt mới vội vàng nhảy lên một chiếc taxi. Lên xe rồi, Tôn Chí Cường bảo tài xế chạy thật nhanh. Tới chỗ ở của mình, Tôn Chí Cường xuống xe. Ba mẹ của Tôn Chí Cường vốn không quan tâm cậu ấy, cho nên cậu ấy ít khi về nhà. Cả ngày ở cùng với anh họ, phòng trọ này là anh họ giao cho cậu ấy ở. Đây là một căn phòng rộng khoảng 8-9 mét vuông, đầy đủ tiện nghi. Tôn Chí Cường chẳng quan tâm tới cái gì khác, dỗ dàng chạy đến máy tính, mở cái thùng máy, thay ổ cứng vào. Xong xuôi, cậu mới khởi động máy tính, bắt đầu kiểm tra. Ánh mắt của cậu ấy nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Rất nhanh, cậu ấy đã tìm thấy cái dữ liệu trong ổ cứng. Ổ cứng này lưu trữ tư liệu của Trần Phong, chủ yếu là phần mềm chơi và tài liệu linh tinh. Song Tôn Chí Cường nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường. Trong ổ cứng có một thư mục bị ẩn, tên của nó là nhóm chat của lớp. Cậu ấy dỗ dàng mở ra, nhưng mà lại bị yêu cầu mật mã. Khốn kiếp, mật mã là cái gì đấy? Tôn Chí Cường cao có mặt mày. Đúng rồi, nếu tên thư mục là nhóm chat của lớp, thì có thể là số thành viên sẽ là mật mã. Dứt lời, Tôn Chí Cường mở điện thoại ra, sau đó đếm số người, nhập vào cái phần mật mã trên máy tính. Thư mục lập tức được mở ra. Chương 183. Nội gián đã chết. Ôi trời, mình đúng là thiên tài. Tôn Chí Cường vô cùng hưng phấn. Nhưng mà ngay lúc này, cậu ấy không hề biết rằng cửa phòng đã bị người khác bí mật mở ra. Một bóng dáng nhỏ xinh đang cầm mã tấu đi tới. Đúng là có manh mối. Vậy là mình có thể hóa giải lời nguyền rồi. Tôn Chí Cường đắc ý, sau đó mở tài liệu bên trong thư mục ra, tập trung tinh thần, bắt đầu tìm cho ra manh mối. Lúc này cái bóng người phía sau dung mã tấu lên, chém thẳng vào đầu của Tôn Chí Cường. Tôn Chí Cường phát hiện được sau lưng mình có người, không nghĩ nhiều, cậu ấy vội vàng cúi gập người xuống để mà né tránh. Mã tấu chém không có trúng Tôn Chí Cường mà lại trúng vào máy tính. Màn hình máy tính liền đã dở làm hai, kèm theo cái tia điện xẹt ra. Lúc này Tôn Chí Cường lồm cồm bò dậy. Lúc này cậu ấy hoang hồn nhìn cái xem người tấn công mình là ai. Phùng Thần Thần là cậu sao? Tôn Chí Cường nghiến răng nghiến lợi nhìn Phùng Thần Thần. Phùng Thần Thần đang cầm mã tấu, đôi mắt hung dữ nhìn Tôn Chí Cường. Đúng, chính là tớ, cậu chờ chết đi. Phùng Thần Thần nhìn Tôn Chí Cường cười nhạt, vẻ mặt thật là khó coi, đôi mắt vô cùng hung ác và tàn nhẫn. Chỉ với một mình cậu sao? Tôn Chí Cường nhìn Phùng Thần Thần cười khang. Cứ thử xem. Phùng Thần Thần dứt lời, lập tức dùng mã tấu chém tới. Tôn Chí Cường dỗ dàng tránh đòn, nhưng mà vẫn bị mã tấu chém trúng một nhát trên cánh tay, tạo thành một vết thương khá sâu. Tôn Chí Cường lại trúng thêm một nhát nữa, cậu ấy ôm lấy cánh tay, đôi mắt phẫn nộ nhìn Phùng Thần Thần. Thấy cảnh này, Phùng Thần Thần càng cười lớn. Mẹ kiếp! Tôn Chí Cường run rẩy lẩm bẩm, sau đó mới vội vàng lấy băng vải buộc chặt vết thương. Cậu ấy đánh nhau gần như là mỗi ngày, nên lúc nào cũng đem theo băng trong người. Phùng Thần Thần chẳng có nhiều lời, tay cầm mã tấu, chém tiếp vào người của Tôn Chí Cường.
Thấy tình hình nguy hiểm, Tôn Chí Cường vội la lên. Dừng lại, tớ giao ổ cứng cho cậu, được chưa? Tôn Chí Cường vẫn cho rằng Phùng Thần Thần đến đây là muốn lấy lại ổ cứng, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện cô ấy chính là nội gián. Có lẽ cậu ấy chưa từng biết rằng trong lớp có nội gián. Xem ra cậu chẳng biết cái gì cả, mà vậy cũng tốt, đi chết đi. Miệng nói, tay quơ quơ mã tấu, Phùng Thần Thần tiếp tục chém vào Tôn Chí Cường. Tôn Chí Cường tái mặt, nhưng mà kinh nghiệm qua vô số lần ẩu đả giúp cho cậu ấy bản lĩnh hơn nhiều. Tôn Chí Cường né được một nhát chí mạng của Phùng Thần Thần, nhưng vẫn bị thương. Lúc này cậu ấy cố nhìn đau giọt về phía Phùng Thần Thần. Trong lúc bất cẩn, Phùng Thần Thần đã bị cướp lấy chùi mã tấu. Cô ấy cố gắng giành lại nhưng bất lực. Với thể lực của Phùng Thần Thần vốn không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường. Bây giờ Phùng Thần Thần bắt đầu hoảng sợ. Cô ấy đã phạm phải một sai lầm chết người. Mã tấu trong tay vô cùng sắc bén, nếu có vũ khí mày ra có thể thắng được Tôn Chí Cường. Nhưng mà một cái tên lưu manh đánh nhau nhiều hơn ăn cơm như là Tôn Chí Cường đang bị dồn vào chỗ chết. Này lại khống chế được tay của Phùng Thần Thần. Lần này Phùng Thần Thần thảm rồi. Nếu phải đánh nhau, hầu hết nữ sinh không phải là đối thủ của nam sinh. Hơn nữa Tôn Chí Cường lại cao lớn, sức khỏe hơn người, nên Phùng Thần Thần càng không có cơ hội phản kháng. Phùng Thần Thần cố gắng giành lại mã tấu, nhưng bị Tôn Chí Cường khóa chặt tay. Dù đã dùng hết sức lực, nhưng mà vẫn không thoát được. Tức giận, cô ấy cắn một phát trên tay của Tôn Chí Cường. Tôn Chí Cường hét lên một tiếng, nhưng sau đó dung một quả đấm, đánh trực tiếp vào huyệt thái dương của Phùng Thần Thần. Đối diện với tình huống sống chết, cậu ấy có những phản ứng khiến cho người ta kinh ngạc. Phùng Thần Thần chỉ kịp cảm thấy đau cái đầu, hoa mắt, chóng mặt, ngã sóng xoài trên mặt đất. Lúc này Tôn Chí Cường mới vội đoạt lấy mã tấu trong tay của Phùng Thần Thần, nhìn Phùng Thần Thần bằng đôi mắt đầy căm hận. Tớ phải giết cậu, cậu phải chết. Phùng Thần Thần mơ màng, một đòn trúng ngay huyệt thái dương, khiến cô ấy choáng váng giống như mình bị sắp chết. Đúng là Phùng Thần Thần đã phạm phải nhiều sai lầm, nhưng mà bản thân của Tôn Chí Cường cũng không phải là dạng dừa. Cậu ấy là dân lưu manh chính gốc. Nếu Phùng Thần Thần không thừa cơ đánh lén để mà lấy được mạng Tôn Chí Cường thì vốn không phải là đối thủ của cậu ấy. Những sai lầm chí mạng này khiến cho toàn bộ kế hoạch của Phùng Thần Thần thất bại. Dám giết tớ hả? Giết này... Tôn Chí Cường giận dữ, mặt mày tàn độc, cầm lấy mã tấu, sau đó chém nhiều xả, một nhát, hai nhát, ba nhát. Mã tấu chém tới đầu, máu văng ra tới đó, nhưng mà Phùng Thần Thần chỉ kêu là thảm thiết được có vài tiếng, rồi im bặt. Còn Tôn Chí Cường vẫn cứ dùng mã tấu lên chém xuống, liên tục, hệt như một kẻ mất trí. Thi thể của Phùng Thần Thần nhanh chóng đã bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ, cuối cùng nội gián cũng đã chết. Chương 184, lời nguyền kết thúc. Tin tức Phùng Thần Thần chết nhanh chóng truyền đến tai của tôi. Tôn Chí Cường cũng không có giấu giếm chuyện này. Tin này khiến cho cả lớp chấn động. Tớ đã xem qua cổ cứng của Trần Phong rồi. Bên trong có nhắc tới cách duy nhất để mà hóa giải lời nguyền chính là bỏ phiếu trắng cho các đợt bỏ phiếu. Nhưng hung thủ đã cài một tên nội gián ở trong lớp. Người này không ai khác, chính là Phùng Thần Thần. Hiện tại cậu ấy đã chết rồi, hay nói cách khác, sẽ không còn ai phá các đợt bỏ phiếu nữa. Tôn Chí Cường tuyên bố, ngay lập tức có người hỏi, thật sao? Đúng vậy, tớ đã khôi phục được một phần ổ cứng của Trần Phong, mọi người có thể xem qua. Tôn Chí Cường nói, sau đó gửi một tập tin vào nhóm chat. Sau khi mà tải xuống, tôi thấy đây là một đoạn video, trong đó mặt của Trần Phong xám ngoét, giọng nói buồn bã. Xin chào. Tớ thật lòng xin lỗi mọi người vì những cái chuyện đã xảy ra trong lớp, nhưng mà tớ không có cách nào để bù đắp. Nhưng tớ đã tìm ra được cách có thể đối phó với lời nguyền rồi. Chỉ cần tất cả mọi người ngừng bỏ phiếu, số phiếu cả hai bên đều bằng không thì lời nguyền sẽ kết thúc. Đương nhiên, để đề phòng cái trường hợp này xảy ra, hung thủ sẽ cài một tên nội gián trà trộn vào trong lớp của chúng ta. Tên nội gián này chính là Phùng Thần Thần. Chỉ cần giết cậu ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đoạn video này chỉ có 3 phút, tôi có thể nhìn thấy rất rõ
sau lưng của Trần Phong là không gian trong biệt thự nhà cậu ấy, chính là phòng sách mà lần trước chúng tôi đã đến. Đúng là Trần Phong, vậy là Tôn Chí Cường nói đúng, cái lời nguyền sắp được hóa giải rồi. Quang Ngọc nhìn điện thoại nói, tôi cũng gật đầu, đoạn video này là thật, không phải là cắt ghép, xem ra mọi thứ không sai. Đợt bỏ phiếu ngày mai, chỉ cần tất cả mọi người đều bỏ phiếu trắng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôn Chí Cường nói, bên dưới cả lớp nhào nhào, trên mặt của mỗi người đều hiện rõ sự vui mừng. Cả lớp đều đã bị lời nguyền ám ảnh cho tới mức phát điên, nếu kết thúc được thì tốt quá. Nhưng có thể không, chẳng ai dám khẳng định cái điều đó. Dù sao thì mọi người cũng đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng mà dù cố gắng thế nào đi nữa, lời nguyền vẫn cứ kéo như vậy, vẫn tàn sát lẫn nhau. À đúng rồi, cô giáo chủ nhiệm cũng bị thêm vào cái nhóm chat rồi, cô ấy cũng có một phiếu đó, nhất định không có thể để cô bỏ phiếu. Một giọng nói vang lên, cậu nói đúng, tớ đã sớm nghĩ tới cái chuyện này, cứ giao việc này cho tớ, cô chủ nhiệm cũng không có bỏ phiếu đâu. Tôn Chí Cường mạnh miệng nhếch môi cười, cô chủ nhiệm đã bị cậu ấy nắm trong lòng bàn tay rồi. Lúc này không có ai lên tiếng phản đối, vì chuyện sống chết của cô chủ nhiệm vốn chẳng có ai quan tâm. Chỉ cần cô ấy không bỏ phiếu, đối với chúng tôi mà nói cũng là tốt lắm rồi. Quyết định vậy đi. Ngày mai mọi người đều sẽ kết thúc. Mọi người ngủ một giấc thật ngon nha. Tôn Chí Cường phất phất tay, sau đó cả lớp cũng reo hò theo. Ngay cả Quang Ngọc cũng rất phấn khởi. Tôi nắm tay cô ấy, im lặng không có nói gì. Trong lòng cũng quá mệt mỏi rồi, đã đến lúc chấm dứt những cái trò chơi quái quỷ này. Mọi người hò reo suốt cả một buổi chiều, tôi và Quang Ngọc cũng ngồi trong ghế trò chuyện cùng nhau. Phùng Thần Thần, ghê thật, cô ấy là nội gián, hại chết biết bao nhiêu người chứ. Quách Tiểu Mỹ và Lý Trí Khiết cũng là do cậu ấy hại chết. Quang Ngọc bất bình, tôi mỉm cười ôm lấy cô ấy, nhưng mà trong đầu vẫn miên man suy nghĩ. Lý Trí Khiết nhất định là bị Phùng Thần Thần hại chết. Nhưng mà Quách Tiểu Mỹ cũng vậy sao? Tại sao Phùng Thần Thần phải làm như vậy? Lẽ nào Quách Tiểu Mỹ nắm giữ chứng cứ gì có thể uy hiếp Phùng Thần Thần? Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn không tìm được đáp án. Điều này khiến cho tôi hoài nghi. Nhưng mà chẳng còn quan trọng nữa. Có vẻ như trò chơi sắp kết thúc thật rồi. Nào, chúng ta đi ăn mừng đi. Quang Ngọc nắm lấy tay của tôi. Được, tôi gật đầu, sau đó cùng Quang Ngọc rời khỏi lớp. Chúng tôi đi dạo ngoài cổng trường. Hôm nay Quang Ngọc bỗng xinh đẹp lạ thường, nhất là khi biết cái trò chơi sắp kết thúc, cô ấy luôn nở nụ cười thật tươi, đẹp đến mê mẩn. Trương Dĩ, từ ngày mai trở đi, tớ bắt đầu theo dõi việc học tập của cậu. Lúc đó, cậu phải nghe lời của tớ đó. Quang Ngọc nói với tôi, đúng vẻ nghiêm nghị của một lớp phó học tập. Không thành vấn đề, có điều nếu tớ học tốt, cậu phải thưởng cho tớ nha. Tôi nheo mắt nói với Quang Ngọc, cô ấy đang mặc váy ngắn màu đỏ, để lộ cặp đùi trắng như tuyết, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khiến cho tôi muốn đặt lên đó một nụ hôn. Nè, đột xấu xa, cậu lại muốn cái gì đây? Quang Ngọc trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt giận dỗi. Đương nhiên muốn cái chuyện đó rồi. Tôi nhéo mặt của Hoàng Ngọc. Được lắm, thì ra cậu yêu tớ chỉ vì cái mục đích đó thôi sao? Cái đồ háo sắc. Quang Ngọc hờn dỗi, sau đó nhéo mạnh mặt của tôi, tiếp tục trừng mắt. Cậu đẹp như vậy, dáng người cũng chuẩn, không muốn chuyện đó với cậu, trừ khi tớ là thái giám thôi. Tôi cầm tay Quang Ngọc lý luận. Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quang Ngọc ửng hồng, nhưng mà vẫn rất tỉnh táo. Không thể để cho cậu dễ dàng đạt được đâu. Cậu thương tớ, cho tớ đi mà. Tôi vừa nói, vừa dẻo mông cô ấy. Quang Ngọc lúng túng, hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến tôi nữa. Cuối cùng, tôi phải xin lỗi mãi, cô ấy mới chịu bỏ qua cho tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy, quan hệ với bạn gái thật là một việc vô cùng khó khăn. Dù gan của tôi rất muốn dẫn Quang Ngọc vào phòng trọ gần trường, nhưng mà nhìn bộ dáng đáng yêu của Quang Ngọc, tôi lại mềm lòng. Kết quả, tôi đã gạt bỏ ý đồ đen tối đó. Có điều tôi đã hưởng thụ không ít cảm giác quan lạc từ thân thể cô ấy rồi.
Sau đó tôi trở về nhà ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau thức dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong thì đi học như bình thường. Hôm nay tôi có đem theo sách giáo khoa, định là sau khi mình lời nguyền kết thúc thì sẽ học hành đàng hoàng trở lại. Có Quan Ngọc kèm cặp, cộng thêm cái tư chất thông minh, chắc chắn sẽ có thành tích. Nghĩ đến đây, lòng tôi đầy háo hức. Dạo gần đây, trên đường đến trường, tôi luôn lo lắng bất an vì sợ cái đợt bỏ phiếu có thể sẽ dẫn đến sớm hơn vào bất cứ lúc nào. Nhưng mà hiện giờ tất cả sắp kết thúc rồi, cảm giác sợ phải chết mỗi sáng sớm đã biến mất vĩnh viễn. Đến lớp học, mọi người đều có mặt đông đủ, sự xuất hiện của tôi cũng không có ảnh hưởng gì đến ai. Trương Dĩ, cậu mau lại đây. Quan Ngọc đến từ rất sớm, cậu ấy đợi tôi đến, vội vàng ngoắt tôi lại. Lúc này tôi mới phát hiện không khí trong phòng học thật là ngột ngạt, ai nấy cũng đều đang căng thẳng nhìn vào điện thoại. Chương 185, đồng thời thực hiện. Đây là cái đợt bỏ phiếu cuối cùng rồi, hèn chi mọi người hồi hộp như vậy. Tôi ung dung nói, đúng, lần này nhất định không có sai sót. Quan Ngọc lên tiếng, ừ, nội gián đã chết, bây giờ trong lớp sạch sẽ rồi. Dù miệng nói vậy, nhưng mà trong lòng tôi cảm thấy bất an, nhất là cái đoạn video Trần Phong hôm qua, khiến cho tôi đặt nhiều nghi vấn. Đừng có đoán mò nữa, lấy sách vở ra đi, tớ sẽ giúp cậu ôn bài, chúng ta nhất định phải đạt được thành tích tốt. Quan Ngọc hào hứng. Ừ, tôi đáp lại. Sau đó chúng tôi bắt đầu ôn bài, cả lớp nhanh chóng trở về cái chỗ ngồi của mình. Lúc này cô chủ nhiệm cũng đã lên lớp rồi. Mặt của cô cũng hơi tái, cả người tiều tụy đi nhiều, nhất là lúc cô nhìn về hướng Tôn Chí Cường. Ánh mắt đầy oán hận, nhưng mà cô chỉ có thể cố nuốt cơn giận xuống thôi. Nếu cô đến rồi thì ngồi yên một chỗ đi, nhớ kỹ phải làm theo những gì mà em đã nói, nếu không thì... Dứt lời, Tôn Chí Cường cười lạnh thành tiếng, đủ để khiến cho cô chủ nhiệm tái mặt. Cô chủ nhiệm cúi đầu xấu hổ, cuối cùng đành phải ngồi yên trên bục giảng. Hiện tại cả lớp đã đông đủ, chỉ trừ những người đã chết, còn lại đều có mặt. Tôn Chí Cường tai bị băng bó, nhưng mà vẫn nói chuyện rất là hùng hồn. Đúng vào lúc này, điện thoại của chúng tôi đồng loạt báo có tin nhắn. Mọi người vội vàng mở điện thoại ra xem, thông báo từ nhóm chat. Chọn một trong hai lựa chọn ở bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau phải đồng thời thực hiện. Lựa chọn thứ nhất, chọn ngẫu nhiên 6 nam sinh, tiến hành cái trò chơi rượt đuổi tử thần. Lựa chọn thứ hai, Trương Dĩ phải ngủ với Diệp Nhã Tuyết. Ồ, nhiệm vụ lần này quả là thú vị. Tôi vô tình thốt lên làm cho Quan Ngọc sám mặt. Cô ấy không nói không rằng giật lấy điện thoại trên tay của tôi, trừng mắt nhìn. Có vẻ như cậu rất thích sao? Có phải là đang mơ tưởng trải qua một đêm xuân nồng cùng với Diệp Nhã Tuyết không vậy? Quan Ngọc cười lạnh. Đâu có, làm gì có chứ. Tôi cười khang. Lúc này tôi tỏ ra vui mừng, chắc chắn sẽ bị Quan Ngọc xử đẹp. Một khi mà cô ấy nổi máu ghen, hung dữ như là một con hổ vậy. Đừng có giả bộ nha, ai mà tin cậu được chứ. Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp gợi cảm như vậy, lần trước chẳng phải là vì cứu cô ấy, cậu đã sẵn sàng chống đối với cả lớp sao? Quan Ngọc hừ lạnh. Tớ nào dám chứ. Tôi ăn nói cẩn thận, sợ làm Quan Ngọc tức giận. Ai chả biết cậu tâm địa gian xảo, trong lớp nhiều người đẹp như vậy, không lẽ cậu không có để ý tới ai? Quan Ngọc lườm tôi một cái, sau đó giữ luôn điện thoại, không trả lại cho tôi. Tôi cũng đâu có dám hó hé, chỉ đành quay đầu sang hướng khác. Lúc này, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết, cô ấy cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt vào nhau, bị tôi phát hiện, Diệp Nhã Tuyết đỏ mặt cúi đầu. Tôi suýt xoa, đỏ mặt cái gì chứ? Tớ cũng không hề có ý định quan hệ với cậu đâu. Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng. Khi nhìn bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Quan Ngọc nhìn mình, chỉ còn cách im lặng cúi đầu đọc sách. Tôn Chí Cường đi từ dưới lớp lên, tay cầm ống thép, sắc mặt nặng nề hô lên. Bây giờ mọi người nộp điện thoại ra hết đi, không ai được bỏ phiếu cả, nếu không sẽ trở thành kẻ thù chung của cả lớp. Lời cậu ấy vừa dứt, cả lớp ngoan ngoãn mang điện thoại để trên bục giảng, kể cả cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm nhìn toàn thể mọi người có mặt trong lớp, cười nhạt mở miệng. Thì ra là bị nguyền rủa thật, tôi cứ tưởng là mấy chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ. Rốt cuộc, cô đã biết cái gì? Tôn Chí Cường hỏi cô chủ nhiệm. Không có gì. Cô chủ nhiệm nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhìn Tôn Chí Cường đầy oán hận. Đừng có như vậy, thật sự em rất muốn yêu thương cô. Ánh mắt của Tôn Chí Cường tham lam nhìn cô giáo, mà cô cũng chẳng có nói gì, chỉ nhìn chúng tôi đầy lo lắng. Điện thoại của tất cả mọi người đã nằm trên bục giảng, chỉ riêng Tôn Chí Cường vẫn đang cầm trong tay. Nhưng chỉ cần cậu ấy không phải là một thằng ngu thì chắc chắn sẽ không có bỏ phiếu. Nội gián bỏ phiếu là vì có lợi ích riêng. Còn nếu Tôn Chí Cường làm vậy cũng chẳng có mục đích gì. Từ bây giờ, mọi người không ai được rời khỏi lớp. Nếu muốn đi vệ sinh, nhất định phải có hơn 4 người đi theo giám sát. Tôn Chí Cường uy hiếp. Nếu ai bỏ phiếu, người đó sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta, phát hiện được đánh chết tại chỗ. Lời nói vừa dứt, toàn bộ nữ sinh sợ đến miếu máu. Nhưng mà tôi thấy Tôn Chí Cường làm vậy là đúng, nếu không, lời nguyền khó mà kết thúc. Thế nên sau đó, tình hình trong lớp hệt như lần trước, tất cả mọi người đều cố gắng không có ra ngoài, chờ cái đợt bỏ phiếu kết thúc. Đến lúc này, số phiếu vẫn là không. Không có một người nào bỏ phiếu cả, nhưng mà chúng tôi cũng không dám lơ là vì rất sợ cái chuyện như lần trước xảy ra thêm một lần nữa. Nội gián đã chết, trong lớp bây giờ không còn nội gián nữa, mà cho dù có thì không có cơ hội bỏ phiếu. Tôi nhìn cái đống điện thoại nằm trên bục giảng, nói với Quang Ngọc. Rốt cuộc thì chuyện này cũng có thể kết thúc rồi, cậu đừng có mơ tưởng đến Diệp Nhã Tuyết nha. Quang Ngọc trừng mắt nhìn tôi. Trong lòng tớ chỉ có cậu thôi mà, không có Diệp Nhã Tuyết nào hết á. Tôi ngượng ngùng nhìn Quang Ngọc. Chương 186, bằng nhau. Ai mà thèm tin cậu chứ? Quang Ngọc lườm tôi nhưng mà giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà lúc này tôi cũng không có biết rằng ở xa xa Diệp Nhã Tuyết đang vụng trộm nhìn chúng tôi. Trong tay cô ấy đang mân mê con dao gọt trái cây. Là con dao mà trước đây tôi đã đưa cho cô ấy để phòng thân. Diệp Nhã Tuyết ngồi cùng bàn với cậu Hồng Dân. Cậu Hồng Dân nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết như vậy, mở miệng khuyên nhủ. Cậu cần gì phải như vậy? Trương Dĩ có bạn gái rồi, tình cảm của hai người còn rất tốt kìa. Vậy thì sao? Trương Dĩ là của tớ mà. Diệp Nhã Tuyết quay đầu trừng mắt với cậu Hồng Dân, giọng rất là kiên quyết. Thôi, cậu buông tha cho Trương Dĩ đi, cậu ấy đang rất hạnh phúc. Cậu Hồng Dân khó chịu nói. Tóm lại, mặc kệ tớ đi, tớ xem cậu là bạn thân nếu cậu phản bội tớ. Câu sau của Diệp Nhã Tuyết, ngữ khí lạnh băng, khiến cho cậu Hồng Dân tái mặt. Sau cái lần xém bị làm nhục, tính cách của Diệp Nhã Tuyết thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng mang dao theo người, còn hay lẩm bẩm trong miệng nữa, lúc nào cũng có cảm giác mình sắp bị hãm hại vậy. Nhất là cô ấy luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tính cách đã mạnh bạo hơn, hở một tí đòi đánh đòi giết, khiến cho cậu Hồng Dân cũng dần dần sợ hãi. Trương Dĩ, cậu tự cầu phúc cho mình đi. Cậu Hồng Dân lườm tôi, sau đó nhún vai quay đi. Tôi cũng chưa có phát hiện ra ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết nhìn mình, cho nên vẫn trò chuyện với Quang Ngọc rất vui vẻ. Môn học nào của tớ cũng bị trì trệ lâu như vậy, phải cố gắng học bù thôi. Tôi vừa lật sách vừa than giảng. Nên thỉnh giáo tớ đi, hiện tại môn nào tớ cũng theo đủ cả. Quang Ngọc đắc ý. Được thôi, tôi lập tức nhận lời. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, thời hạn của mỗi đợt bỏ phiếu là 4 tiếng. Đợt này cũng vậy, hiện tại số phiếu vẫn là không, chưa ai đưa ra lựa chọn cả. Nói cách khác, còn 3 tiếng nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không có nội gián phá bỉnh, cho nên số phiếu hai bên chắc chắn sẽ là không. Mỗi lần nghĩ tới kết quả này, tâm trạng của tôi lại cực kỳ vui vẻ. Mọi người ở lại trong lớp trò chuyện với nhau, không một ai ra ngoài. 4 tiếng tuy không có quá dài, nhưng mà vì đợi chờ cho nên chúng tôi cũng bị dày dò không ít. Lại một tiếng nữa trôi qua, đợt bỏ phiếu vẫn không có gì bất thường. Tôn Chí Cường thở phào nhẹ nhõm, còn tôi đang nắm tay Quang Ngọc ôn bài. Cậu thông minh như vậy, sao mà thành tích học tập không cao vậy chứ?
Quan Ngọc hỏi với vẻ ngạc nhiên. Bởi vì trước đây cái người dạy tớ là giáo viên, chứ không phải là cậu. Tôi cười điệu cán, ôm eo Quan Ngọc, nhẹ nhàng mò mẫm trên người cô ấy. Cái đồ xấu xa. Quan Ngọc đỏ mặt mắng yêu, nhưng mà cũng chẳng ngăn cản hành động của tôi. Thì tớ vốn là cái đồ xấu xa mà. Tôi nhẹ nhàng nhìn Quan Ngọc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ là bạn trai của Quan Ngọc. Quan Ngọc là một cô gái dịu dàng, khéo léo. Tuy là đôi khi đanh đá, nhưng mà trong mắt của tôi, có thể nói cô ấy là mẫu bạn gái hoàn mỹ nhất. Nè, học tiếp đi, đừng có lười nữa. Quan Ngọc phụng phịu, mắt cười nhìn tôi. Mà xa xa, Diệp Nhã Tuyết không ngừng nghiến răng nghiến lợi, quan sát tôi và Quan Ngọc. Ánh mắt biến đổi thất thường. Từng giây phút trôi qua, ai ai cũng đã bắt đầu nôn nóng. Tôn Chí Cường liên tục nhìn vào điện thoại. Hiện tại số phiếu vẫn là không, chưa có thay đổi gì. Trong lớp cũng đã bắt đầu ồn ào, giọng nói ai cũng đầy phấn khích. Lại thêm một tiếng 10 phút nữa trôi qua, thời hạn bỏ phiếu chỉ còn lại có 50 phút. Cả lớp đều biết đây là bước ngoặt rất lớn, cho nên ai cũng đầy hồi hộp. Tôn Chí Cường khư khư cái ống thép trên tay, đi qua đi lại dò xét. Có điều mỗi khi mà nhìn Quan Ngọc, ánh mắt cậu ấy không giấu được sự thèm thuồng. Nhưng mà tôi chẳng quan tâm tới chuyện này chỗ lắm. Tôn Chí Cường bị thương cũng không nhẹ, bị Phùng Thần Thần tấn công bất ngờ. Thương tích cậu ấy chắc là cũng mấy tháng mới khỏi, nhất là hai cánh tay vẫn đang băng bó. Còn 50 phút nữa, trong phòng học vẫn như cũ. Còn 30 phút nữa, vẫn không có gì xảy ra. Còn 10 phút nữa, vẫn yên ổn. Ngay vào cái lúc đợt bỏ phiếu sắp kết thúc, chỉ còn lại 8 phút, ánh mắt của chúng tôi dồn về một chỗ. Tôn Chí Cường cầm điện thoại trên tay, run cầm cập. Trái tim của chúng tôi như muốn nhảy ra ngoài. Dù là ai, mắt cũng đều tập trung vào Tôn Chí Cường. Còn 5 phút, 4 phút, không khí vô cùng căng thẳng, cả lớp gần như là nín thở, chờ đợi cái trò chơi kết thúc. Mọi người đều đang lo lắng, sợ rằng ngay lúc này xuất hiện thêm một nội gián khác ra tay phá hoại. Nhưng mà có vẻ như ông trời vẫn còn thương xót chúng tôi, số phiếu vẫn là không. Kết quả này làm cho chúng tôi yên tâm không ít. Phút cuối cùng, Tôn Chí Cường bỗng la lên, sau đó tất cả đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt run rẩy nhìn cậu ấy. Tôn Chí Cường đưa điện thoại lên cho chúng tôi xem, vì ai cũng đứng tại chỗ, cho nên chỉ có những người ở hàng trước mới nhìn thấy, còn những người ngồi sau, dù không có thấy rõ kết quả, nhưng mà cũng nắm rõ toàn bộ sự việc. Chỉ còn một phút, lúc này chúng tôi như cảm nhận được, tử thần đang từ từ rời xa cái lớp học này, mãi mãi không quay lại, chúng tôi đã sắp an toàn rồi. Kim đồng hồ vẫn không có ngừng chuyển động. Cuối cùng cũng tới lúc rồi, đợt bỏ phiếu kết thúc, kết quả là không. Không, không ai tham gia bỏ phiếu. Sau khi mà Tôn Chí Cường tuyên bố tin tức này, cả lớp bắt đầu reo hò ầm ĩ, hệt như là kháng chiến thắng lợi vậy. Ai ai cũng vui vẻ, phấn khích vô cùng, có vài nữ sinh ôm mặt khóc. Muốn năm, cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Chúng ta đã thắng rồi. Vậy là không có ai phải chết nữa rồi. Không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi nắm lấy tay của Quan Ngọc, kích động nhảy nháo lên, tiếng cười nói ồn ào. Nhưng mà đột nhiên lúc này, Tôn Chí Cường hét lên thất thanh. Tại sao lại như vậy? Sao vẫn còn tiếp tục chứ? Cái gì? Chuyện gì? Một người ngồi hàng trước lên tiếng hỏi. Sau đó nhìn vào cái điện thoại trên tay Tôn Chí Cường, rồi cứ như vậy ngã xuống hôn mê. Những người bên cạnh cậu ấy kinh hoàng không có thốt nên lời. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Trần Phong. Vì đợt bỏ phiếu này không có ai bỏ phiếu nên kết quả là không. Hai bên có số phiếu bằng nhau, vì vậy đồng thời thực hiện nhiệm vụ. Chương 187, quyết định khó khăn. Tại sao lại như vậy chứ? Kết quả của đợt bỏ phiếu khiến cho mọi người dường như phát điên. Cả lớp chạy lên bục giảng, lấy lại điện thoại của mình. Sau đó, vội vàng mở tin nhắn ra xem, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Cái cảm giác như đang trên thiên đường rớt xuống địa ngục, khiến cho mọi người không thở được. Cứ tưởng đã thoát khỏi cái lời nguyền,
Nào ngờ cái cơn ác mộng đã quay trở lại, thật khó mà chấp nhận. Vài nữ sinh đã ngất đi, lúc này trên màn hình điện thoại trong tay của chúng tôi, Trần Phong đang soạn tin nhắn. Cuộc đua sinh tử có quy tắc như sau: lựa chọn ngẫu nhiên 6 người tham gia cuộc chạy đua, địa điểm thi đấu, sân thể dục. Người nào chạy hết 3 cái dòng sân trước chiến thắng, 2 người về sau cùng sẽ chết. Trong quá trình chạy đua, được phép dùng thủ đoạn ngăn cản đối thủ, kể cả việc giết người. Đang lựa chọn danh sách người chơi ngẫu nhiên. Danh sách bao gồm Dương Chính, Lưu Cao Kỳ, Dương Đan, Hứa Nhã Nam, Lý Thành, Lương Tiểu Nhã. Cuộc đua sinh tử sẽ bắt đầu sau 2 giờ nữa, người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Đây có khác gì là bảo chúng ta tàn sát lẫn nhau đâu. Tôi đọc tin nhắn xong thốt lên, hoàn toàn không biết, lúc này ánh mắt của Hoàng Ngọc vô cùng đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải cái đoạn video của Trần Phong đã nói rồi sao? Chỉ cần số phiếu cả hai bên đều là không, thì lời nguyền sẽ kết thúc mà. Trong lớp, có người gào lên, mắt nhìn chầm chầm vào Tô Chí Cường. Mặt của Tô Chí Cường đang xanh lè xanh lét, cậu ấy nhìn vào điện thoại lạnh giọng nói: cái đoạn video đó là trong ổ cứng của Trương Dĩ đưa cho tớ, tớ thề chưa có hề đụng đến đó. Nghe vậy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, lúc này tôi lại cười khổ. Nếu tớ đoán không sai, tất cả chúng ta đều đã bị Trần Phong điều khiển rồi. Ủa, sao lại nói vậy được? Đúng rồi, đoạn video của Trần Phong mà, là cậu ấy thật rồi. Sao mà cậu ấy lừa chúng ta chứ? Không phải là mọi người đều đã xem cái đoạn video sao? Trong đó, da của Trần Phong trắng xanh, còn đồng hồ sau lưng cậu ấy cũng đã ngừng hoạt động. Nếu cậu ấy biết cách hóa giải lời nguyền, thì tại sao lại không làm, để cho mình phải là người bị giết đầu tiên? Tôi lắc đầu cười khổ, sau đó lạnh lùng nói: tớ nghĩ đây vốn là một âm mưu. Đoạn video không phải là được quay lại lúc Trần Phong còn sống, mà được dựng lên sau khi cậu ấy chết, nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Đúng, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đều đã biến thành quỷ. Nếu Trần Phong cũng đã biến thành quỷ, cũng chẳng có gì lạ cả. Nói vậy thì tất cả chúng ta đã bị cậu ấy dắt mũi sao? Hiện giờ không ai bỏ phiếu, kết quả càng nghiêm trọng hơn. Phải thực hiện cả hai nhiệm vụ, đúng là quá tàn khốc. Vậy là không cách nào có thể hóa giải lời nguyền rồi. Nếu chúng ta không bỏ phiếu thì còn thảm hơn, còn nếu phải chọn một thì mãi mãi không thể kết thúc. Đây là một lời nguyền khó giải, vô cùng khó giải. Cao Minh tái mặt, những người khác cũng tuyệt vọng. Chúng tôi chẳng khác gì là một bầy kiến, dù cố gắng tới đâu cũng đều vô dụng. Cho tới bây giờ, chúng tôi đã mất hết hy vọng, không còn cách gì có thể cứu lấy chúng tôi, cứu lấy cái lớp học này. Tôi ngồi sụi lơ trên ghế, tay cầm điện thoại, thẫn thờ rất lâu không có nói nên lời. Đôi môi của Quang Ngọc cũng run run, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn tôi. Không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ cái gì. Hiện tại cái đợt bỏ phiếu chỉ định tôi phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết. Chỉ nghĩ thôi cũng rõ cái chuyện gì sẽ xảy ra. Khó trách cô ấy như vậy. Trong lớp không ít người đang than khóc. Còn có những người bị lựa chọn tham gia trò chơi cũng đành phải bắt đầu chuẩn bị. Cuộc đua sinh tử sắp diễn ra. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng là tại sao? Quang Ngọc khóc, không khí u buồn bao trùm cả lớp, không có cách nào để mà thoát khỏi lời nguyền. Cơn ác mộng ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Tôi nhìn điện thoại mãi mà không có nói nên lời. Cái đợt bỏ phiếu đã kết thúc, điều đó có nghĩa là tôi nhất định phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, nếu không tôi cũng phải chết. Nhiệm vụ chỉ định đích danh của tôi, nên bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, thậm chí dù là Tôn Chí Cường cũng không có làm gì được. Cậu phải làm cái chuyện đó với Diệp Nhã Tuyết thật sao vậy? Quang Ngọc quay lại, ánh mắt đau khổ nhìn tôi. Tớ không biết nữa. Tôi lắc đầu, trong lòng rối như tơ giò. Tôi chưa có hề nghĩ tới chuyện quan hệ cùng với Diệp Nhã Tuyết. Nhưng mà trong tình thế bắt buộc này, nếu không làm, tôi sẽ chết. Đây đã là quy tắc không có thể sửa đổi. Hiện tại tôi không hiểu rõ chính mình. Trong lòng bấn loạn lại cảm thấy có lỗi với Quang Ngọc.
cảm giác rất tệ, vậy mà lúc ngẩng đầu lên, tôi còn bắt gặp ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi chầm chầm, có vẻ hưng phấn, quan dại như một con sư tử cái, khiến cho tôi không biết phản ứng ra sao. Tôi không hiểu rốt cuộc Diệp Nhã Tuyết thay đổi thế nào, ánh mắt khiến cho người khác nghẹt thở đến như thế. Cậu cũng không thể làm chuyện có lỗi với tớ chứ. Quan Ngọc cảnh cáo nhìn tôi, giọng đầy uất ức. Tôi cũng đã giải thích cho cô ấy rồi, nhưng mà dù sao đây cũng là một chuyện khó chấp nhận dù với bất cứ ai. Được rồi, tớ không có làm gì với cậu ấy hết. Tôi nói với Quan Ngọc. Nhưng nếu vậy cậu sẽ chết sao? Quan Ngọc nói với tôi. Chứ bây giờ tớ phải làm sao đấy? Tôi bực mình. Chuyện đã tới nước này, tôi không còn cơ hội phản kháng, mặc cả với lời nguyền là một điều không thể rồi. Chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết, tuyệt đối không có kết quả nào khác. Tớ không biết nữa. Quan Ngọc nhìn tôi đầy khổ sở, nét mặt nhăn nhó đáng thương. Thôi, tớ cũng không có làm gì cậu ấy hết, mà dù tớ có muốn cậu ấy cũng không có chịu đâu. Tôi nói một cách thoải mái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo Quan Ngọc. Thế nhưng cánh tay của tôi vẫn không kìm được mà rung lên, vì quyết định này của tôi đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết. Chương 188, cuộc đua sinh tử. Bỗng Quan Ngọc khóc lớn, nhào vào lòng của tôi. Tôi cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Nước mắt cứ vậy mà chảy xuống. Trong lớp không chỉ riêng tôi, ai nấy đều đau khổ. Tiếng khóc lóc, tiếng kể lể khiến cho phòng học bỗng chốc trở thành một nhà tù thống khổ. Đằng xa, Dương Á Thịnh ôm bạn gái, giọng run rẩy. Cũng may, không có tụi mình có thể sống sót rồi. Cậu Hồng Dân khẽ nói, dựa vào người của Dương Á Thịnh, cơ thể cũng đang run lên. Đối diện với lời nguyền, chúng tôi thật sự quá yếu ớt. Chúng tôi không khác gì một bầy kiến. Khoan hãy nói tới lời nguyền. Chỉ riêng hai cái nhiệm vụ trước mắt thôi đã giống như đang dùng chúng tôi vào chỗ chết rồi. Hiện tại dù không muốn, nhưng mà mấy người Dương Chính vẫn phải tham gia vào cuộc đua sinh tử. Nó giống như cuộc thi chạy bình thường thôi, chỉ có điều tàn khốc hơn mà thôi. Bởi vì vận động viên tham gia phải tấn công, thậm chí giết chết lẫn nhau. Cuộc đua sinh tử này chỉ có một nam sinh, đó là Dương Chính. Dương Chính là một người vô cùng bí hiểm, không ai nắm bắt được con người cậu ấy. Tuy chẳng có ai quan tâm đến cậu ấy, nhưng mà sống sót đến tận bây giờ cũng không có hề đơn giản. Ít ra là tới nay cậu ấy chưa từng thua cuộc, lại còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với năm nữ sinh đang khóc nức nở kia. Dương Đan ngồi ở trên ghế, nước mắt rơi lã tả, nhưng có vẻ đã hạ quyết tâm rồi. Cô ấy lôi từ học bàn ra một cây mã tấu, chậm rãi bước ra ngoài. Hành động dứt khoát khiến cho mọi người ớn lạnh, còn mấy nữ sinh kia thấy Dương đang làm vậy thì cũng đi theo. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta ra ngoài thôi. Dương Chính nói, cậu ấy không có cầm theo cái gì cả, có vẻ như cũng chẳng cần có vũ khí. Thật ra trong trò chơi này, cậu ấy là người có nhiều ưu thế nhất. Bởi vì tham gia trò chơi đa phần đều là nữ sinh, chỉ có một mình cậu ấy là nam sinh. Chạy ba cái vòng quanh sân, nam sinh chắc chắn chạy nhanh hơn. Vì vậy, cậu ấy là người có tỷ lệ thắng cao nhất. Hứa Nhã Nam, Lý Thành, Lương Tiểu Nhã, từng người rời khỏi cái chỗ ngồi, mặt ai nấy tái nhợt. Lương Tiểu Nhã còn tệ hơn, người cô ấy lạnh run. Nhưng mà lúc này chỉ còn biết chịu đựng thôi. Lưu Cao Kỳ là người sau cùng, cô ấy cầm theo một cái chân ghế, nét mặt chần chờ, nhưng mà rồi cũng quyết tâm bước ra. Chúng ta ra sân thể dục thôi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi. Dương Chính nói xong xoay người đi ra. Tôi kéo Quan Ngọc đi theo. Thật ra tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến cuộc đua sinh tử tàn khốc này. Chạy đua vốn chẳng có xa lạ gì với học sinh cấp 3. Mỗi tiết thể dục đều phải khởi động bằng cách chạy mấy vòng quanh sân. Nhưng đây là một cuộc đua sinh tử, so với cuộc thi chạy thông thường thì quả là khác một trời một vực. Thắng không được thưởng, nhưng mà thua thì phải chết. Cái thứ trò chơi tàn khốc này khiến cho người chơi căng thẳng tột độ. Lúc này sân thể dục vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, mọi ngóc ngách đều yên lặng như tờ. Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên,
Bình thường lúc nào sân trường cũng có học sinh, chứ vắng que không một bóng người như bây giờ là điều không thể. Vậy mà trước mắt của tôi hiện giờ một người cũng không có, lại còn đang trong giờ học. Chẳng lẽ không có ai nhận thấy cái sự khác thường này sao? Có vẻ như phạm vi của lời nguyền đã mở rộng tới tận đây rồi. Giáo viên trong trường đều đã bị che mắt hết. Cho dù trên sân thể dục này chúng tôi có giết hại lẫn nhau, máu chảy thành sông, thì cũng chẳng có ai hay biết. Trên sân, 6 người, Dương Chính, Dương Đan, Lưu Cao Kỳ, Hứa Nhã Nam, Lý Thành, Lương Tiểu Nhã đã tập trung đông đủ. Không biết từ lúc nào, trên sân thể dục, một đường đua đã được chuẩn bị sẵn sàng. 6 người đang đứng tại vạch xuất phát, cũng chính là cái đích đến sau 3 vòng chạy. Ai cũng run lẩy bẩy, trong tay bọn họ đều có vũ khí. Nói ra cũng thật là buồn cười, rõ ràng là một cuộc thi chạy bộ mà ai cũng cầm vũ khí. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi quy tắc trò chơi cho phép mọi người tàn sát lẫn nhau. Cho dù không muốn giết người, nhưng mà vì phòng thân cũng phải trang bị vũ khí, dù sao cũng không có thể không đề phòng người khác. Người chơi đề phòng lẫn nhau, lúc này điện thoại báo có tin nhắn là của Trần Phong. Cuộc đua sinh tử bắt đầu, chạy đi. Sau hiệu lệnh xuất phát, Dương Chính chạy vượt lên trên, Dương Đan bám sát phía sau. Những người khác cũng giật mình, bắt đầu chạy băng băng về phía trước. Dù sao thì có tới 2 người về đích sau cùng sẽ chết, thế nên không có ai mà không tranh thủ. Cả lớp lặng lặng theo dõi cuộc đua, không ai quấy rầy. Tôi ôm cơ thể lạnh run của Quang Ngọc, nhìn mấy người đang chạy trên sân, chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Các cậu ấy phải tàn sát lẫn nhau thật sao vậy? Quang Ngọc vừa xem vừa hỏi. Phải, sẽ nhanh thôi. Tôi đau khổ trả lời. Trên đường đua, 6 người đang chạy như điên, trong đó Dương Chính đang dẫn đầu. Thứ hai là Dương Đan, cách phía sau khá xa, lần lượt là Lưu Cao Kỳ, Hứa Nhã Nam, Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã. Vì Lương Tiểu Nhã sức yếu cho nên đã bị bỏ lại phía sau. Nhìn những bóng người ở phía trước chạy cách mình càng ngày càng xa, cô đã bắt đầu lo lắng. Nhưng mà vì mang trong người bệnh tim, các tiết thể dục cũng chưa có từng phải chạy bộ, cho nên hiện giờ dù cố gắng đến mấy, Lương Tiểu Nhã cũng không có tài nào đuổi kịp. Mọi người vẫn cắm đầu chạy. Trong mười mấy giây đầu tiên, họ đều dùng hết tốc lực, có bao nhiêu sức dùng hết bấy nhiêu. Nhưng mà vì mọi người đều là học sinh, trong tay cầm vũ khí, cho nên tốc độ cũng không có nhanh lắm. Chỉ có Dương Chính vì không cầm vũ khí cho nên đang dẫn đầu cuộc đua. Thế nhưng cũng chẳng có người nào chịu buông vũ khí xuống, vì đây là một trò chơi cho phép tàn sát lẫn nhau. Lưu Cao Kỳ chạy hết sức mình. Cô ấy đang ở vị trí thứ ba. Hay nói đúng hơn, nếu giữ vững phong độ, cô ấy sẽ thoát chết. Cuộc đua sinh tử này gồm 6 người, trong đó có 2 người phải chết. Có nghĩa là chỉ cần giữ vị trí thứ ba như hiện giờ, cô ấy sẽ không sao. Cho nên lúc này, Lưu Cao Kỳ vốn không cần phải tấn công người khác, chỉ cần tập trung sức lực giữ nguyên thứ hạng của mình là tốt lắm rồi. Chương 189, ngã nhào. Lưu Cao Kỳ thật sự may mắn. Cô ấy đã từng tập luyện chạy cự ly dài. Trong cuộc đua này, cô ấy chiếm ưu thế rất lớn. So với cô ấy, có vẻ như những người phía sau đã bắt đầu kiệt sức. Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã đều đã thở hổn hển rồi. 3 người bọn họ cách nhau không xa. Hứa Nhã Nam đang ở phía trước, nhưng mà nếu Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã muốn đuổi kịp cô ấy cũng không hề khó. Có thể nói trong cuộc đua sinh tử này, 3 người chạy sau là nguy hiểm nhất, vì 2 người cuối cùng bị cái chết uy hiếp. Sự sợ hãi khiến cho bọn họ bứt phá kinh hồn. Dương Chính đang bỏ xa mấy người còn lại, sau lưng thì Dương Đan vẫn không có thể đuổi kịp. Lúc này tốc độ chạy của Dương Chính tự dưng chậm lại, có thể là do dùng sức quá nhiều cho nên bây giờ chịu hết nổi rồi. Diện tích sân thể dục rất lớn, 3 vòng là một cự ly rất dài. Sau khi dùng sức để mà chiếm ưu thế khi xuất phát, tất cả mọi người đã chạy chậm lại, gần như là đi bộ. Dù sao cũng là con người, chẳng phải là máy móc. Trên một đường đua dài như vậy, chẳng có ai chịu nổi đâu. Sau khi mà Dương Chính giảm tốc độ, những người khác cũng chạy chậm theo.
nhất là Dương Đan và Hứa Nhã Nam, khoảng cách của hai người từ từ rút ngắn. Dương Đan đang cầm một thanh mã tấu, chạy cũng không nhanh. Hứa Nhã Nam thấy vậy, dỗ dàng tăng tốc. Dương Đan quay đầu lại quan sát phía sau thì cũng bắt đầu chạy nhanh hơn. Có thể thấy được cuộc đua này vô cùng gay cấn. Mà cũng khó trách, tên của nó là cuộc đua sinh tử mà. Chỉ cần chậm hơn người khác một giây, đợi mình sẽ là cái chết. Không có kết quả nào khác nữa. Rất nhanh, Dương Chính chạy xong cái vòng thứ nhất. Sau đó tiếp tục chạy, theo sau cậu ấy vẫn là Dương Đan và Hứa Nhã Nam. Cậu nói xem, ai có thể sống sót chứ? Quang Ngọc hỏi tôi. Phải công nhận hung thủ quá là tàn ác. Cậu đừng quên, cuộc đua này cho phép người chơi tấn công lẫn nhau. Nói trắng ra, nếu có một người đột nhiên tấn công mấy người chơi, giết chết bọn họ, đồng nghĩa với việc chiến thắng tuyệt đối rồi. Tôi thở dài. Cuộc đua sinh tử quả là một trò chơi vô cùng đáng sợ, khuyến khích các học sinh tàn sát với nhau. Không có đâu, chúng ta đều là bạn học, chắc là mọi người không có làm vậy đâu. Quang Ngọc hơi do dự. Không, ngược lại là khác. Chắc chắn các cậu ấy sẽ làm như vậy. Nhìn những người chạy trước mặt, người phía sau không có đủ bình tĩnh đâu. Tôi lắc đầu, trong một tình cảnh có thể chết bất cứ lúc nào như thế này, không phải là ai cũng có thể giữ được tỉnh táo. Nói vậy, sao phải chết rất nhiều người sao? Sắc mặt của Quang Ngọc trắng bệch nhìn đường đua. Trên đường đua, Dương Chính chạy được một vòng, hơn nữa cách người thứ hai rất xa. Có thể nói, nếu không có gì bất trắc, chắc chắn là cậu ấy sẽ về nhất. Còn hai người tiếp theo là Dương Đan và Lưu Cao Kỳ vẫn đang rất lo lắng. Còn ba người Hứa Nhã Nam, Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã, khoảng cách của bọn họ với ba người này vẫn càng ngày càng lớn. Điều này khiến cho họ vô cùng sợ hãi. Rất nhanh, mọi người đã chạy xong cái vòng đầu tiên, đang bắt đầu chạy vòng thứ hai. Về phần Dương Chính, sắp bắt đầu xong cái vòng thứ hai, thế nhưng lúc này cậu ấy bắt đầu chạy chậm lại. Sao mà Dương Chính phải làm vậy chứ? Rõ ràng cậu ấy có thể chạy nhanh hơn mà. Nhìn Dương Chính, Quang Ngọc hơi khó hiểu. Cậu ấy muốn né mấy cái người xung quanh, dù sao chạy gần nhau là một điều quá nguy hiểm. Hiện tại cậu ấy là người dẫn đầu, nếu có người đố kỵ, khả năng bị tấn công rất cao. Tôi vừa quan sát Dương Chính, vừa giải thích cho Quang Ngọc hiểu. Dương Chính rất thông minh, ngay từ đầu cậu ấy không có mang theo bất cứ thứ gì, vì cậu ấy không hề nghĩ tới tấn công đối phương, chỉ tập trung dẫn đầu. Giữ khoảng cách với những người còn lại thôi, chủ yếu là đề phòng bị người khác tấn công. Cứ chạy được một đoạn, cậu ấy lại giảm tốc độ, mục đích không có muốn cách người khác quá xa, một phần cũng để lấy sức. Chẳng mấy chốc, Dương Chính chạy xong cái vòng thứ hai, tiếp tục chạy vòng thứ ba. Lúc này, chạy sau cùng vẫn là Lương Tiểu Nhã. Cô ấy vẫn đang cố gắng chạy cho xong cái vòng đầu tiên, thở hồng hộc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cô ấy biết mình coi như là tiêu rồi, chắc chắn cô ấy sẽ là người về đích cuối cùng. Nghĩ vậy, cô ấy nhìn vũ khí trong tay là một cái cờ lê rất lớn. Ban đầu cô ấy chỉ nghĩ là đem theo nó để phòng thân thôi, nhưng mà vì nó quá nặng đi, cô ấy tính dứt đi mấy lần. Nhưng mà tình hình hiện tại xem ra không có thể dứt được rồi. Nghĩ tới đây, Lương Tiểu Nhã nở một nụ cười lạnh. Sau đó cô ấy tăng tốc đuổi theo Lý Thành, là người cách mình gần nhất. Lúc này Lý Thành không hề biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn miệt mài cắm đầu mà chạy. Mặt của Lý Thành đầy tàn nhang, trong lớp cũng không có nổi bật, tính cách bình thường nên chẳng gây thù chuốc oán dài. Vì đang ở vị trí áp chót cho nên cô ấy cũng vô cùng nôn nóng, nhưng mà cơ thể cũng đang kiệt sức rồi, không có thể chạy nhanh hơn được nữa. Ngay lúc này, Lý Thanh bỗng nhận ra sau lưng mình có tiếng bước chân. Cô ấy vội vàng quay đầu lại, nhưng đã quá chậm rồi, cây cờ lê đập mạnh vào đầu của Lý Thanh. Vì quá bất ngờ nên cô ấy đã lãnh trọn cú đánh mạnh như trời giáng, máu tươi phun ra, ngã nhào xuống đất. Cả mặt đều là máu. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.